Xin mời các bạn nghe bài viết của một Việt Kiều sống tại Paris, nước Pháp. Bà ở trong hội Alas Paris. Bài viết hay đã được Madame Hồng Phượng, định cư tại California, chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của bà. Tôi xin đọc nguyên văn bài viết. Diễn đọc Bùi Thị Nguyệt. Tôi đọc trên nền nhạc guitar của nghệ sĩ Văn Vượng. Bông Mercredi Meche Jami, ngày 7 tháng 9 năm 2022. Bên ly cà phê nóng buổi sáng, đọc bài viết dưới đây nhận được từ cô bạn Alas Paris. Xin chia sẻ. Sinh, lão, bệnh, tử. Con người ta sinh ra, ai thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử? Sinh, trụ, hoại, diệt là định luật của tạo hóa, không có cách chi thay đổi được. Cây cối đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân, xanh tốt sum suê trong mùa hè, lá héo vàng vào mùa thu, đến mùa đông thì lá vàng rơi rụng, chỉ còn trơ trụi cành cây. Rồi tới mùa xuân năm sau, cây lại đâm chồi nảy lộc. Cái chu kỳ sinh, trụ, hủy, diệt cứ tiếp nối nhau, không ngưng nghỉ. Đời người là bể trầm luân, cõi thế gian đầy những ưu tư phiền não. Vạn vật đều bị chi phối bởi luật vô thường. Vừa mới sinh ra, cất tiếng khóc oa oa chào đời, rồi lớn lên, bước vào đời với bao nhiêu mộng đẹp. Thoát một cái, mái tóc đã điềm sương, mắt đã mờ, lưng đã mỏi, hai chân đã chậm chạp, rồi cuối cùng là hai tay buông xuôi, đi vào lòng đất, bỏ lại trên thế gian tất cả các thứ mà cả đời phải bôn ba vất vả mới làm ra được. Đời người như giấc mộng. Người ngoại quốc cũng có câu: Life is too short, tức cuộc đời quá ngắn. Thế mà con người ta khi còn sức khỏe thì mải mê kiếm tiền, lo củng cố địa vị, danh vọng, không có thì giờ để hưởng đời đúng nghĩa. Cũng ít ai sửa soạn tâm tư để đón nhận những cái vô thường của tuổi già. Đến khi mái tóc đã điểm xương, da đã nhăn, mắt đã mờ, chân đã chậm, thì mới giật mình, rồi buồn phiền, thất vọng, nuối tiếc. Khi đó, bao nhiêu tiền của cũng trở thành vô dụng. Ăn uống thì phải kiêng thứ này, cữ thứ kia, vì đường lên cao, cholesterol lên cao. Ăn đồ cứng không được, vì hàm răng cái rụng, cái lung lay. Đi chơi xa thì không dám, vì sức khỏe kém, đầu gối đau nhức. Nghe nhạc, xem phim cũng không được, vì tai đã nghẽn ngãng, mắt đã kèm nhèm. Người Việt Nam mình vốn cần kiệm, chăm làm, chắt bóp để có của ăn của để. Làm việc thì liên miên, quên cả cuối tuần, bất kể ngày lễ hay ngày Tết. Làm thì nhiều mà ít dám vui chơi hưởng thụ như người Âu Mỹ. Suốt đời cặm cụi, nhịn ăn nhịn mặc để dành, mua cái nhà cái cửa để một mai khi chết thì để lại cho con cháu. Sống như vậy quả là thiệt thòi. Người xưa đã nói: một năm được mấy tháng xuân,
một đời phỏng được mấy lần vinh hoa. Và chẳng ăn, chẳng mặc, chẳng chơi, bo bo giữ lấy của trời làm chi. 70 chống gậy ra đi, than thân rằng thủa đương thì chẳng chơi. Con người có tham vọng, có nhu cầu nên mới bon chen. Suốt đời cứ miệt mài lo tìm kiếm những thứ vô thường mà quên mất chữ nhàn. Những thứ vô thường này là nguyên nhân đưa đến âu lo, căng thẳng, mất ăn, mất ngủ. Và nếu kéo dài có thể đưa đến bệnh tâm thần. Ông cả ngồi trên sập vàng, cả ăn, cả mặc, lại càng cả lo. Ông bếp ngồi cạnh đống tro, ít ăn, ít mặc, ít lo, ít làm. Đời người sống mấy gang tay, hơi đâu cặm cụi cả ngày lẫn đêm. Hoặc là ăn con cái đêm ngáy o o, còn hơn ăn con bò mà lo mất ngủ. Người xưa tuổi thọ kém, ngay tới vua chúa cũng chỉ sống tới khoảng 50 tuổi. Tới 60 tuổi là đã ăn mừng lục tuần thượng thọ. Còn tới 70 tuổi thì thực là hiếm hoi. Bởi vậy mới có câu nhân sinh thất thập cổ lai hy. Tức là người ta có mấy ai mà sống được tới 70. Ngày nay nhờ khoa học tiến bộ, con người được sống trong điều kiện vật chất và vệ sinh thoải mái hơn. Những phát minh của ngành y dược cũng đã giúp nhân loại vượt qua được các bệnh hiểm nghèo mà người xưa kêu là bệnh nan y, như bệnh lao, bệnh phong cùi, bệnh suyễn. Ngày nay người ta sống tới 80-90 tuổi không phải là ít. Tuy nhiên, sống lâu chưa phải là hạnh phúc. Hạnh phúc là luôn cảm thấy vui vẻ, yêu đời, biết tận hưởng cuộc sống. Muốn vậy thì cần phải giữ cho thân tâm được an lạc. Thân tâm an lạc là biết vui với những cái có trong tầm tay của mình, chấp nhận những điều mình không thể nào tránh khỏi, sống hòa hợp vui vẻ với mọi người xung quanh, không chấp nhất, tị hiềm. Lớn tuổi thì không làm ra tiền, nhưng cũng may ở những nước tân tiến đều có khoản tiền trợ cấp cho người già để có thể tự lực mà không cần nhờ cậy vào con cháu. Các cụ già nên mừng vì sang được xứ này thay vì ấm ức với số tiền quá khiêm nhường, không thể tiêu pha rộng rãi như bạn bè. Già thì phải chịu đau nhức, mắt mờ, chân chậm. Đừng nên than thân trách phận, cau có, gắt gỏng. Đã không làm được gì hơn mà còn tạo sự áy náy thương cảm cho những người xung quanh. Ở đời mỗi người một cảnh, vui với cảnh của mình, không suy bì, thèm muốn, ganh ghét với những người xung quanh. Biết đủ thì đủ, tức là tri túc, tiện túc. Người ta bảo trên 60 tuổi, mỗi ngày sống là một phần thưởng cho thêm của Thượng Đế. Bonus. Vậy thì hãy nên vui vẻ tận hưởng những điều ân sủng mà không phải ai cũng có được. Đời sống của mình vui tươi hay buồn thảm là tùy thuộc vào thái độ của mình đối với cuộc sống. Người chia sẻ bài viết: Hồng Phượng. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý bạn.